Sáng ngày 26 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Chi hội Chữ thập đỏ các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức bàn giao con giống cho các hộ nghèo tại hai xã Hợp Thành và Đồng Tuyển. Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao 40 con dê sinh sản với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Hợp Thành và Đồng Tuyển. Trao một cặp trâu sinh sản cho gia đình ông Nguyễn Xuân Đảm, thôn Thành Châu, xã Hợp Thành. Được nhận con giống, các hộ gia đình đã ký cam kết với Hội Chữ thập đỏ thành phố trong chăm sóc nuôi dưỡng để các con giống sinh trưởng phát triển tốt. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tổ chức trao 30 con dê sinh sản giúp đỡ hộ nghèo xã Thống Nhất. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai cũng đã đến thăm và tặng quà cho người cao tuổi và hộ nghèo xã Hợp Thành.